Hello, xin được chào mừng các chỉ huy và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và trong cái video này thì xin được đặc biệt chào mừng đến với những chỉ huy mới, lần đầu tiên các chỉ huy xem video của mình. Mình tin rằng rất nhiều những chỉ huy biết đến kênh của mình thông qua cái video này đây. Đây là một cái video mình làm được từ khá lâu rồi. Ở cái thời điểm đó mình cũng như các bạn là một newbie thôi. Thế nhưng mình cảm thấy rất là có hứng thú với cái tựa game PGA này, cũng như mình muốn có thể chia sẻ được những gì mình biết để giúp các chỉ huy có thể biết được nên làm cái gì đầu tiên và nên khởi đầu với những gì. Mặc dù thông tin trong cái video đó vẫn có thể sử dụng được, thế nhưng bây giờ tựa game cũng đã cập nhật rồi, cũng như là ở cái thời điểm đó do thiếu kinh nghiệm cho nên là cái việc mình sắp xếp thông tin nó không được tốt, khiến cho các chỉ huy khó nắm bắt. Chính vì vậy, mình sẽ quyết định làm lại một cái series gồm nhiều video ngắn để giúp các chỉ huy có được một cái trình tự ưu tiên tốt nhất từ những cái ngày đầu tiên khi mà các chỉ huy bắt đầu chơi cái tựa game Punishing Relevant này. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến luôn với cái phần đầu tiên, đó là với cái ngày 1 khi mà mới biết đến tựa game thì các chỉ huy nên làm gì. Trong những ngày đầu tiên khi mới biết đến tựa game PGA thì mình cũng đã phải tìm rất là nhiều những cái nguồn thông tin để mà tham khảo. Ở cái thời điểm đó thì thông tin không có nhiều như bây giờ, phần lớn thì chỉ là những cái video của những content creator người nước ngoài. Còn ở thời điểm hiện tại thì tất cả chúng ta đều đã có một cái trang tin có thể nói là đầy đủ cũng như là được sự hỗ trợ trực tiếp từ phía của Kuro, đó chính là trang whiteraven.com/wiki. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Thì ở trong cái trang này chúng ta sẽ có hầu hết tất cả những cái thông tin liên quan đến tựa game. Và trong đó thì cái phần mà mình thấy quan trọng nhất đó chính là thông tin về tất cả các cái nhân vật cũng như là cái lịch ra mắt. Ở cái thời điểm khi mà mình làm video này thì chúng ta đã đến phiên bản của BNK Stigmata rồi. Và cứ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới thôi là các chỉ huy sẽ biết được là những cái phiên bản tiếp theo sẽ là nhân vật nào. Chắc chắn rồi, sau BNK Stigmata thì các bạn sẽ đều chờ đợi những cái nhân vật đó chính là Lê và đặc biệt là Lucia Crimson Weave, người sẽ xuất hiện vào tháng 2 năm 2024. Khi mà các chỉ huy click vào bất cứ một nhân vật nào, ví dụ như ở đây mình sẽ click vào BNK Stigmata, thì chúng ta sẽ có được hầu hết tất cả những cái thông tin ở trong cái tựa game cũng như những cái phần quan trọng, ví dụ như là vũ khí chấn phái của cô ấy là gì, pet chấn phái và những cái set memory trong những cái trường hợp khác nhau. Chúng ta có thể tham khảo những cái hướng build này. Tóm lại thì đây là một trang tin uy tín và mình recommend các chỉ huy hãy lên trang tin này để có thể tham khảo được chính xác nhất những gì mà chúng ta cần làm. Các bạn hãy lưu ý rằng với mỗi một tài khoản của chúng ta thì chúng ta sẽ có hai cái ID, một là UID và hai là ID in game. Cái UID sẽ là cái mà chúng ta nhìn thấy ở góc trên bên phải ở trong cái giao diện đăng nhập của chúng ta. ID này thường sẽ được sử dụng trong những cái web event, ví dụ như là cái sự kiện The Witch Cafe gần đây. Còn cái ID thứ hai của chúng ta chính là cái ID in game. Các chỉ huy có thể thấy ở góc trên bên trái sau khi mà chúng ta đã đăng nhập vào màn hình chờ, hoặc là con số ở dưới cái nickname của chúng ta ở phần profile. Chúng ta sẽ dùng cái ID này để kết bạn cũng như là tìm hiểu thông tin của những người chơi khác ở trong mục in game. Ngoài ra, sau khi mà các bạn đã đăng nhập được vào game và trải qua được cái giai đoạn giới thiệu cũng như là chơi được những màn chơi đầu tiên thì hãy ngay lập tức vào cái mục setting và các chỉ huy hãy tìm đến phần account. Lúc này thì ở trong cái mục account center này chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn để mà có thể buy được cái tài khoản của chúng ta vào một cái tài khoản khác, ví dụ như ở đây mình đã buy luôn cả vào Gmail cũng như là Facebook của mình rồi. Nếu như mà các bạn trong tương lai có mong muốn là giao dịch hoặc là bán cái tài khoản của mình thì mình recommend là hãy buy vào một cái mail khác, cái mail mà chúng ta có thể trao đổi hoặc là buôn bán được. Còn nếu như mà chúng ta xác định là đây sẽ là tài khoản chơi game chính của chúng ta thì cũng ngay lập tức buy ngay vào cái mail chính của mình, như vậy để tránh cái trường hợp mà chúng ta bị mất tài khoản. Với việc là một newbie thì các bạn sẽ có một chuỗi nhiệm vụ tuân thủ và một chuỗi nhiệm vụ 7 ngày. Đây là những chuỗi nhiệm vụ mà sẽ cho các bạn rất là nhiều những lượng tài nguyên. Và mình khuyên các bạn đó là hãy tập trung và hoàn thành những cái nhiệm vụ này. Những nhiệm vụ này thì khá đơn giản,
nó sẽ luôn có một cái mục để có thể đưa các bạn đến trực tiếp cái phần mà các bạn cần phải hoàn thành. Thì các bạn chỉ cần nhìn xem nhiệm vụ yêu cầu gì là được. Ví dụ như là hãy là hoàn thành 5 lần cái nhiệm vụ Clear Resource. Thì khi bấm vào đây, chúng ta cứ hoàn thành 5 lần bất cứ một cái mục nào trong này cũng được. Trong những video sau, mình sẽ hướng dẫn việc các bạn sử dụng những cái loại tài nguyên này sao cho hiệu quả. Còn ở thời điểm hiện tại, trong ngày đầu tiên, hãy cố gắng lấy hết tất cả những tài nguyên về càng sớm càng tốt các bạn nhé. Ngoài ra thì sẽ có những nhiệm vụ đưa các bạn đến phòng tập Rating Committee ở đây. Thì đây sẽ là những bài tập để giúp các bạn hiểu những cái cơ chế cơ bản trong tựa game. Các bạn chỉ cần làm đúng theo hướng dẫn là được. Thường thường thì cái hướng dẫn nó sẽ ở bên trái đây, các bạn chỉ cần đọc và làm theo là xong thôi. Sẽ có những màn chơi mà các bạn có thể thực hiện bao nhiêu lần bài tập cũng được và game sẽ không tự động hết màn. Khi đó thì khi mà chúng ta cảm thấy luyện tập đủ thì chúng ta chỉ cần đi đến cái phần sân có chữ ở đây và chúng ta sẽ tự động hoàn thành màn chơi mà thôi. Bất cứ một tựa game gacha nào ở thời điểm hiện tại thì cũng sẽ có những cái hoạt động daily và những hoạt động weekly mà thôi. Đó sẽ là những hoạt động chủ yếu chúng ta làm thường xuyên để mà chúng ta có thể farm được những cái lượng tài nguyên hàng ngày. Có thể rằng khi mà các bạn chơi ở những cái server khác nhau thì giao diện nó cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên thì cái roti của một cái daily nó sẽ gồm những cái việc sau đây và Sang sẽ cùng các bạn làm luôn để xem chúng ta cần phải làm những cái hoạt động gì trong một ngày. Đầu tiên thì các chỉ huy hãy check news. Thường thì những cái event mới xuất hiện nó sẽ xuất hiện ở trong này và chúng ta hãy check đến những cái chấm ở đây. Ví dụ như ở trong cái daily này mình được tặng 60 serum, mình chỉ việc nhận quà thôi. Việc tiếp theo mà các chỉ huy cần làm đó là vào cái phần top up. Chúng ta sẽ đến mục supply pack và daily. Thì mỗi một ngày chúng ta sẽ được cho một lọ serum free và mỗi một tuần chúng ta cũng sẽ được cho một cái pack serum free nữa. Thì các chỉ huy lưu ý cái serum này đó chính là cái năng lượng để mà chúng ta thực hiện các cái hoạt động hàng ngày. Và hãy cố gắng tối ưu cái lượng năng lượng này các chỉ huy nhé. Mình sẽ nói ở cái phần sau của video. Tuy nhiên đây là một vấn đề quan trọng, mình sẽ nhắc lại thêm một lần nữa, đó là trong tựa game này, việc nâng cấp rất tốn kém và các chỉ huy sẽ cần rất nhiều những cái serum này để có thể có được đủ tài nguyên để nâng cấp, cho nên đừng lãng phí. Sau khi đã lấy được xong lọ serum free, các chỉ huy hãy vào phần shop. Sẽ luôn có một cái mảnh nhân vật A giá là 20.000 coin và các chỉ huy hãy mua nó. Lưu ý, tất cả những cái món đồ ở cái mục Cog Factory và Supply Shop đều là những món đồ không tốt. Chỉ có duy nhất cái mảnh nhân vật A này là chúng ta nên mua thôi. Ngay cả khi các chỉ huy thiếu nguyên liệu cũng đừng mua những cái này. Nhớ nhá, chỉ mua một cái mảnh nhân vật A thôi. Sau đó chúng ta sẽ interact với cái nhân vật mà các chỉ huy đang để ở hình nền. Ví dụ ở đây mình đang để nhân vật Pulao, chỉ cần click vào nhân vật đó, bấm vào interact. Như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành thêm được một daily nữa. Back lại là xong. Sau khi tương tác với nhân vật của các chỉ huy xong, hãy vào mục Dom. Ở thời điểm ban đầu thì các chỉ huy chưa cần phải làm gì nhiều trong này, chỉ cần vào, sau đó quit ra là được. Mình sẽ nói kỹ hơn mục Dom này ở những cái video sau. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với ba cái chế độ chơi cơ bản, đó là Warzone, Pancake và Normal. Mình sẽ phân tích ba chế độ này kỹ hơn ở những cái video sau. Còn ở cái ngày đầu tiên, các chỉ huy hãy cứ tham gia cho nó đầy đủ hoạt động. Sau khi làm xong những cái hoạt động kể trên, các chỉ huy có thể vào menu mission để mà các chỉ huy có thể bắt đầu nhận thưởng. Như các chỉ huy có thể thấy thì chúng ta đã làm những cái nhiệm vụ, đó là mua một cái món đồ ở trong shop, chính là cái mảnh nhân vật A. Chúng ta đã log in vào, chúng ta đã tương tác với construct, chúng ta đã vào dom. Sau khi làm những cái cơ bản này thì gần như là chúng ta cũng hoàn thành gần hết những cái nhiệm vụ daily rồi. Ở đây thì các chỉ huy sẽ thấy có một cái chế độ, đó là Operation Guardian. Chế độ này thì nó tương tự như là cờ cá ngựa thôi. Các chỉ huy tuần nào cũng sẽ chơi cái chế độ này. Chủ yếu là chúng ta sẽ cố gắng bước vào những cái ô như các chỉ huy thấy ở đây để chúng ta nhận được vé thường, cóc, hoặc là chúng ta sẽ đến cái nơi này để nhận nguyên liệu Hyper Tool. Các chỉ huy hãy cứ nhớ rằng là cố gắng đi vào từng ô đấy là được. Ví dụ như ở đây mình sẽ cố gắng đi vào các ô.
Nếu như mà chúng ta đi vào ô external reinforcement thì chúng ta sẽ không cần phải chiến đấu, sẽ tự động hoàn thành luôn, cho nên là mình khuyên các chỉ huy là cố gắng là đi vào cái ô đó thì cái battle mission của chúng ta không phải đánh. Tất nhiên là mỗi một ngày chúng ta sẽ chỉ có số lượt nhất định thôi và chúng ta sẽ cần vài ngày để mà có thể đi được hết tất cả những cái ô này. Và sau khi làm xong tất cả những cái điều trên thì chúng ta sẽ làm đến cái điều sau cùng, đó chính là xả serum, chính là cái tài nguyên này đây. Và ôi trời, mình phải nói thật sự là đây là cái sai lầm mà hầu hết tất cả các chỉ huy đều mắc phải, đó chính là việc ở cái ngày đầu tiên chúng ta được tựa game cho rất là nhiều serum, thậm chí có thể lên đến cả ngàn serum và các chỉ huy cứ để đó thôi. Thật sự là sau này chúng ta sẽ thấy đấy là cái sai lầm cực kỳ lớn. Vì sao? Bởi vì chúng ta đã quá phí phạm. Cứ mỗi một tiếng thì chúng ta mất đi 10 serum và 10 serum đó có thể là nhỏ thôi, thế nhưng sau này chúng ta có thể quy nó ra vô vàn tài nguyên để có thể nâng cấp nhân vật. Bản thân mình là một người đã chơi tựa game cho đến thời điểm hiện tại là gần 2 năm, thế nhưng vẫn còn thiếu nguyên liệu để nâng cấp. Chính vì vậy cho nên là các chỉ huy cần phải tối ưu cái lượng serum này. Và tối ưu vào đâu? Thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Là một người chơi mới thì serum của các chỉ huy sẽ được ưu tiên theo trình tự như sau. Đầu tiên đó là các chỉ huy sẽ phải clear story. Khi mà các chỉ huy clear story và nâng được level tài khoản thì các chỉ huy sẽ mở được thêm nhiều chế độ mới cũng như là các cái nội dung mới. Và tiếp theo thì sẽ là phần quan trọng nhất, đó chính là việc các chỉ huy sẽ phải xả cái lượng serum này vào map farm. Tương thì khi mà bắt đầu đến với tựa game thì game sẽ hướng dẫn các chỉ huy đó là vào cái mục resource này để các chỉ huy xả serum vào đây để có thể kiếm được những loại tài nguyên như là skill point, XP để nâng cấp và những cái loại tài nguyên để có thể nâng cấp vũ khí khác. Tuy nhiên đây là một cú lừa bởi vì thực tế tất cả những người chơi PGA không ai xả serum vào đây cả. Cái mà các chỉ huy cần làm đó là tìm ngay đến map farm event của phiên bản đó. Nói qua một chút về cấu trúc event của PGA thì event của PGA sẽ trải dài từ đầu phiên bản cho đến ngày gần cuối cùng, tức là trước ngày cập nhật sang phiên bản mới một ngày, và nó sẽ luôn có một cái nơi để các chỉ huy có thể đổ serum vào đó để mà có thể farm. Ở phiên bản hiện tại bên Global thì nó sẽ có giao diện như thế này, gồm có một map số lẻ và một map số chẵn. Map số chẵn thì các chỉ huy đừng quan tâm, các chỉ huy chỉ cần tập trung farm map số lẻ mà thôi. Khi mà các chỉ huy chơi nhiều thì các chỉ huy sẽ lên được cái level ở đây, và khi đến level 25 thì nó sẽ cho các chỉ huy một cái chế độ đó là auto càn quét. Các chỉ huy sẽ không cần phải đánh nữa và các chỉ huy chỉ cần bấm vào đây và sau đó thì game sẽ tự động đốt toàn bộ số serum để đổi ra một cái lượng tiền tệ. Cái lượng tiền tệ này thì mỗi một phiên bản nó là khác nhau, ví dụ như ở đây thì mình nó là phiên bản hình cái vỏ sò này. Còn ví dụ nếu như mà các bạn chơi ở server Trung Quốc thì với cái giao diện được cập nhật mới thì chúng ta có thể vào cái phần event ở cái góc bên này đây và chúng ta cũng sẽ có một cái map farm. Tuy nhiên thì lúc này chúng ta sẽ được thu gọn lại chỉ còn là một map chứ không còn là hai map nữa. Và khi chúng ta lên level 25 thì chúng ta cũng sẽ có tính năng là tự động càn quét. Lúc này thì chúng ta chỉ cần bấm cái phím ở đây để có thể xả serum thôi. Và dù là phiên bản nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ có một cái khu vực chợ. Khu vực này thì sẽ gồm có những cái phần như thế nào thì mình sẽ phân tích cho các chỉ huy biết ngay sau đây. Ở trong cái giao diện của chợ event, chúng ta có thể chia làm ba cái mục chính. Mục đầu tiên đó là memory, chúng ta sẽ có một cái set memory được giảm giá và những cái set memory được bán với giá bằng nhau. Thì cái set được giảm giá này nó sẽ là cái set feature của cái nhân vật được giới thiệu trong cái phiên bản đó. Ví dụ như ở đây mình đang làm là phiên bản của BNK vật lý thì cái set feature của cô, set Charlotte sẽ được giảm giá và đứng ở trong một cái phần riêng. Phần còn lại thì sẽ là tất cả những cái set memory của chúng ta đã có trong tựa game. Các chỉ huy có thể là tìm đến những cái set mà chúng ta cần để mà mua, giá nó sẽ là giá gốc. Cái phần tiếp theo đó là cái phần sẽ bán tất cả những nguyên liệu mà nhân vật chúng ta cần
dùng để nâng cấp này, dùng để nâng cấp vũ khí này, chúng ta sẽ có XP để nâng cấp level này, skill point này, và đắt nhất thì là những cái món đồ liên quan đến pet. Thì ở đây chúng ta chỉ có một lưu ý thôi, đó là nếu như mà chúng ta cần cóp, tức là chúng ta cần tiền ấy, chúng ta sẽ tập trung mua cái cóp pack này trước, bởi vì cái tỷ giá của nó rất là tốt. Chỉ những cái ngày cuối cùng khi mà chúng ta đã mua hết tất cả những cái thứ chúng ta cần rồi và còn một vài cái điểm lẻ thì chúng ta mới đổi ra cái cóp lẻ này thôi. Và một phần này thì nó cũng không quá quan trọng, nó là cái phần limited. Nó sẽ là một vài những cái thứ đặc biệt có trong phiên bản đó thì chúng ta cũng nên check. Ví dụ như ở phiên bản mình đang làm thì nó có giảm giá cái chip pet thì mình cũng đã mua hết rồi. Các phiên bản khác thì các chỉ huy có thể check sau. Ở cái phần cuối của video ngày 1 này thì Sam sẽ có một vài cái lưu ý trước khi mà chúng ta kết thúc video. Đầu tiên, trong cái quá trình khi mà các chỉ huy làm nhiệm vụ story, có thể các chỉ huy sẽ bị kẹt và không thể đi được đến những cái màn tiếp theo nữa. Thì hãy để ý rằng mỗi một cái màn story sẽ luôn có chế độ normal và chế độ hidden. Sẽ có những màn chơi yêu cầu các chỉ huy phải clear hết cả normal và hidden để có thể tiếp tục đến với những cái màn chơi khác. Ngoài ra thì sau khi chúng ta đánh xong những cái màn boss sau cùng, thường sẽ có những cái đoạn cắt cảnh. Các chỉ huy cũng sẽ phải bấm vào và xem hết những cái đoạn cắt cảnh này để có thể chuyển qua được cái phần chơi tiếp theo. Nếu không thì chúng ta sẽ bị tính là chưa hoàn thành. Riêng với chapter 13 là một chapter đặc biệt, sẽ có hai kiểu chơi, một là kiểu chơi Explorer Mode. Cái kiểu chơi này thì nó dành cho những cái người chơi từ ngày xưa giống như bọn mình rồi. Còn bây giờ với những chỉ huy mới thì chúng ta sẽ đánh ở chế độ Normal Mode. Thì này thì sẽ chơi như những cái chế độ story khác thôi. Còn cái chế độ Explorer kia thì các chỉ huy không cần phải quan tâm, trừ khi là muốn đào sâu hơn vào cốt truyện. Cần phải đặc biệt để ý đến thông báo, ví dụ như ở cái màn chơi này ghi yêu cầu là max unit bằng 1. Các chỉ huy sẽ không thể nào bắt đầu màn chơi nếu như mà cứ để full một đội hình. Bắt buộc sẽ phải tháo những cái nhân vật khác ra và để starter về đúng với cái vị trí của nhân vật của mình thì các chỉ huy mới có thể bắt đầu màn chơi được. Lưu ý thứ ba đó là với 3 nhân vật đầu game mà các chỉ huy được cho miễn phí thì các chỉ huy hoàn toàn có thể sử dụng những cái nhân vật này để có thể clear được những cái content ban đầu. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ nên nâng những cái nhân vật này đến một cái mức có thể tạm dùng được thôi. Tạm dùng được ở đây là như thế nào? Đầu tiên thì về level, các chỉ huy có thể nâng lên level khoảng 50 là đủ. Về phần kỹ năng, cái kỹ năng mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể nâng chỉ khoảng level 5 là được rồi. Còn nếu như mà các chỉ huy cảm thấy vẫn cần hơn thì có thể nâng lên 7-8. Không nên phí tài nguyên nhiều vào ba cái nhân vật này, bởi vì sớm thôi chúng ta sẽ thay thế họ bằng những cái nhân vật mạnh mẽ hơn mà chúng ta sẽ lấy được ở trong những cái banner limited và trong quá trình chúng ta gacha. Về phần vũ khí thì chắc chắn rồi, mục tiêu của chúng ta sẽ là tối thiểu là những cái vũ khí màu vàng, tức là những cái vũ khí 5 sao. Còn ở cái thời điểm ban đầu, nếu như mà các chỉ huy không có những cái vũ khí vàng này thì chúng ta có thể sử dụng những cái vũ khí 4 sao cũng được, tức là những cái vũ khí mà nó có màu tím. Tuy nhiên thì đừng có nâng lên quá nhiều, các chỉ huy chỉ cần nâng nó lên max cái level đầu tiên thôi, tức là khoảng level 20 hoặc 25 là được rồi, và đừng overclock. Chúng ta chỉ cần như vậy là chúng ta đã có thể đủ để mà clear content được rồi. Ban đầu thì chúng ta cũng sẽ chỉ sử dụng các cái memory vàng, các cái memory 5 sao thôi. Về phần trang bị mình sẽ nói cụ thể hơn ở cái video sau các chỉ huy nhé. Lưu ý thứ ba với các chỉ huy mới đó là hãy vào ngay cái phần guide này để có thể tìm cho mình một instructor hay là sensei như ở trong các tựa game khác. Khi mà các chỉ huy tìm được cho mình một người hướng dẫn thì chúng ta sẽ có một cái chuỗi nhiệm vụ riêng dành cho tân thủ. Cái người hướng dẫn có thể không cần làm gì cũng được. Các chỉ huy chỉ cần nhận được người hướng dẫn thì hệ thống sẽ tự sắp đặt cho chúng ta những cái nhiệm vụ để mà chúng ta có thể lên level nhanh hơn, cũng như là có được những cái phần quà nhiều hơn. Và lưu ý sau cùng của mình, nó sẽ liên quan đến cái banner thường. Banner thì mình sẽ để dành riêng một video để nói về banner, cho nên ở trong cái phần cuối của video tập 1 này mình sẽ chỉ nói về banner thường mà thôi. Thì banner thường với những chỉ huy mới, các chỉ huy sẽ có một cái mốc đó là 40 pool đầu tiên chắc chắn sẽ ra một nhân vật cấp S. Sẽ có những chỉ huy quan tâm đến việc reroll tài khoản. Nó sẽ tùy thuộc vào việc là nhân vật cấp S đầu tiên của các chỉ huy roll ra là nhân vật nào. Để mà nói về meta thì mình khẳng định là ở trong cái tựa game này, meta rất quan trọng. Nếu như mà các chỉ huy không ra được một nhân vật S tốt cơ bản đầu game thì mình nghĩ tỷ lệ cao là các chỉ huy nên reroll sang một cái tài khoản khác. Vậy thì làm thế nào để biết được là cái nhân vật nào mà tôi roll ra nó sẽ là một cái nhân vật tốt? Thì để mà biết được chính xác, nó sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm cũng như là từng server. Tốt nhất các chỉ huy hãy lên trang grayraven.com. Khi
Khi mà chúng ta đã vào trang Radeon.com rồi thì chúng ta có thể vào mục Team Computation và chúng ta sẽ chuyển sang cái tab đó là CN Team. Thì đây sẽ là những cái team meta nhất dựa theo server gốc là server Trung Quốc. Thì khi mà chúng ta có thể gacha được ra một trong số những cái nhân vật này thì các chỉ huy có thể yên tâm rằng đấy là một cái role tốt từ cái banner thường của mình. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên để ý đến cái lịch phát hành, bởi vì có thể là những cái nhân vật này sẽ bị thay thế ngay lập tức trong cái phiên bản tiếp theo mà thôi. Tóm lại thì nếu như mà các chỉ huy thực sự muốn chơi tựa game một cách nghiêm túc thì hãy để ý đến cái phần team competition này. Bởi vì có được một cái khởi đầu tốt nó sẽ luôn tốt hơn là việc chúng ta khởi đầu với những cái nhân vật đã bị out meta. Trong PGA thì out meta rất là nặng, không có bất cứ một cái cách nào để một cái nhân vật thế hệ cũ bằng được cái nhân vật thế hệ mới cả, ngay cả khi họ có những mức rank cao. Ok, vậy là chúng ta cũng đã kết thúc cái ngày đầu tiên khi mà các chỉ huy bắt đầu đến với cái tựa game này. Chúng ta trong ngày đầu tiên chỉ cần tìm được cho mình một instructor, có thể là cố gắng join vào một cái guild nào đó. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi khó, bởi vì là một người chơi mới lực chiến thấp, chúng ta sẽ rất là khó để apply vào những cái guild tốt. Chúng ta sẽ cố gắng tối ưu được cái lượng tài nguyên serum để có thể nhanh chóng nâng cấp được các nhân vật. Những cái nhân vật ban đầu thì chúng ta nâng vừa phải, vừa đủ để có thể vượt content thôi, chứ đừng nên đầu tư quá nhiều. Ở trong tập 2, Sam sẽ nói kỹ hơn về nhân vật cũng như là những cái đội hình để các chỉ huy có thể hiểu rõ hơn và bắt kịp tốt hơn với tựa game. Rất cảm ơn các chỉ huy đã đồng hành cùng với mình cho đến hết video. Hẹn gặp lại các chỉ huy trong cái tập 2 của series này. Bye bye, xin chào và xin cảm ơn.